Hello, chào anh em kênh xem video mình. Hôm nay mình sẽ săn tiểu nhân quý công tử với hai mấy lượt quay. Bắt đầu thôi. Chưa có nhân phẩm kém quá mà. Tiếp tập 2. Yes. Không lẽ mình đen thế? Còn 19 lần quay nữa. Rồi, sao mà anh ta phục như vậy? Ra skin đi nào. Ra quý công tử, quý công tử, quý công tử trốn luôn rồi. Quý công tử này. Skin này, skin, skin, skin. Đèn thế các bạn ơi. Mình đen quá. Mà anh đau phục không? Săn sao mà nó cực khổ quá. Ra thôi rồi. Mìm còn 10 giới kho báo nữa. Đây. Đừng ra vàng nữa, mình không cần vàng đâu. Mình cần skin đó thôi. Mình chỉ cần một skin quý công tử thôi. Đây. Nghe mùi ton hay nhiều đấy. Quay vàng. Phải bị lỗi. Chi kim. Tiếp tục thôi. Dạ, dạ. Ôi. Đèn thế. Khó ăn quá các bạn. Kim là ráng chứ không cho mình rồi. Còn hai lượt quay nữa. Trời ơi. Cho tướng làm gì, mình đã full tướng rồi. Cuối cùng đã hết và cũng chả có các bạn. Ok. Giờ mình sẽ mua tiếp 5 vé kho báu nữa. Mua 5 vé nữa. Tiếp tục. Tiếp tục, hy vọng là sẽ ra thôi. Quý công tử, quý công tử. 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 Sao bà, sao bà, sao bà. Sao bà, sao bà, sao bà, ra coi. Đen quá. Thật sự là không ra nổi. Nhân phẩm kém quá. Vào, vào dễ bùa ha. Không còn dễ bùa. Dễ bùa tuyệt sắc đi. Dễ bùa tuyệt sắc thôi, có gỡ gạt gì được không?
Thôi cứ ra skin nào nữa. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Nó luôn rồi. Đen thôi, đỏ quên đi. Đen thật sự các bạn ơi. Mình săn thịt kia đó cũng ra lâu quá rồi. Cuối cùng cũng đã Ronnie. Được một giấy tuyệt sắc nữa các bạn ơi. Giờ mình sẽ vẽ vua tuyệt sắc thôi. Lần cuối. Ôi giời ơi. Đen thế. Ba mươi lăm chưa đậu được cái gì nữa. Tại đôi tên ngày sự kiện 1 tháng 1 đó là 30 tháng 1. Hôm nay là ngày 28 rồi, còn 2 ngày nữa. Thực sự là mình xong skin quý công tử không ra các bạn. I fight for honor. Khó ăn quá. Thôi video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày chủ nhật vui vẻ.